Xin chào quý vị và các bạn đã đến với kênh Tập đoàn Võ Đình Ngọc Hòa. Hôm nay chúng tôi sẽ hướng dẫn tập bài quyền số 6 Hean San Dan. Hôm trước chúng ta đã tập các bài quyền số 1, số 2, số 3, số 4, số 5. Và hôm nay chúng ta sẽ tập bài quyền số 6. Trong karate thì người ta cũng tập số như vậy, nhưng mà để cho người Việt Nam và nhất là những người học qua mạng dễ tiện theo dõi các thứ tự hiện tại thì chúng tôi đặt số như thế để chúng ta theo dõi. Bây giờ chúng ta bắt đầu nhé. Lần đầu tiên tôi sẽ đi nhẹ nhàng, sau đó những lần sau tôi sẽ đi mạnh hơn và tôi sẽ hướng dẫn kỹ từng kỹ thuật một cho chúng ta. Bây giờ là bắt đầu. Bây giờ thầy Nguyễn Viết Hòa sẽ đi nhanh mạnh hơn lúc nãy. Mời quý vị và các bạn xem. Mời thầy. Bây giờ tôi sẽ hướng dẫn cho quý vị và các bạn từng kỹ thuật một. Đầu tiên chúng ta đứng ở vị, sau đó chúng ta bước chân trái ra tấn công xua chi và chúng ta đỡ trong ra. Tiếp theo chúng ta đưa chân phải lên, hai chân trùng xuống giữ nguyên cái đầu mình không nhấp nhô. Đó, chúng ta gạt hạ đẳng và đỡ trong ra. Tiếp theo thủ vào là hạ đẳng và đỡ trong ra. Kỹ thuật tiếp theo quay ra sau, sang bên phải đỡ trong ra, chúng ta thủ vào đỡ trong ra. Tiếp theo hai tay chúng ta úp vào nhau như này, một tay gạt xuống, một tay đỡ lên, tay trái đỡ lên, tay phải gạt xuống, và tiếp theo tay phải đỡ lên, tay trái gạt xuống. Đây nhìn lại cái này nhé, cái tay này đã đỡ trong ra rồi thì đến đây nó sẽ gạt xuống. Đó, cái tay phải đã đỡ trong ra thì khi đến đây nó sẽ gạt xuống và tay trái đỡ trong ra. Tiếp theo tay trái lại gạt xuống và tay phải đỡ trong ra. Khi thực hiện đòn gạt là hai tay sẽ thủ vào để đỡ ra. Đó nha, chúng ta nhìn lại chỗ này này, thủ vào gạt xuống đỡ trong ra, thủ vào gạt xuống đỡ trong ra. Đó, bên này cũng vậy nhá. Đòn đầu tiên là tay trái đỡ trong ra rồi thì đến đây tay trái nó sẽ gạt xuống dưới, tay phải đỡ trong ra, và tiếp theo thủ vào như thế này, hai cái tay úp vào nhau giống như một trỏ á. Tiếp theo tay trái đỡ trong ra và tay phải gạt dưới. Đó, bên này cũng vậy, như này, nhẹ nhàng. Tiếp theo chúng ta hai tay đưa ra đỡ tiếp lực, đỡ tiếp lực tấn cô út xua chi, cô út xua chi, cô út xua chi. Đó, tiếp theo ta đè cái tay đối phương xuống, chúng ta đè cái tay đối phương xuống, chúng ta tiến lên, chúng ta xỉa vào bụng đối phương, và sau đó chúng ta cuộn cái tay đối phương vào,
chúng ta giật cái tay của đối phương vào, chúng ta tiến lên tấn kimachi, nó đánh vào quai hàm của đối phương. Sau khi chúng ta thực hiện cái đánh rồi, chúng ta giống như chúng ta nắm nó, chúng ta tiến lên, chúng ta thực hiện đòn đấm và hết kia. Tiếp đó chúng ta sẽ quay người lại bằng cách là chúng ta xoay cái bàn chân, xoay cái bàn chân phải của mình lại để chúng ta trở về. Chúng ta giơ chân lên cao, chắn xuống, tấn kibachi. Chúng ta nhìn hướng này cho nó dễ nhé. Giơ chân cao này, giơ chân cao này, giống như nó vào, ta tạt tay nó xuống, chúng ta chắn xuống, ta đỡ tiếp một đòn nữa là chúng ta gõ vào mặt nó, thủ về đây. Xong tiếp theo giơ chân cao, chắn xuống, kibachi, thủ ra đây, gõ vào mặt, đặt xuống. Tiếp theo cũng vậy, ba đòn liên tiếp, đưa lên, tạt xuống, gõ lên mặt, thủ về. Sau đó chúng ta đưa tay vào vai của mình, chúng ta vuốt tay ra. Đồng thời cái tay sau này khi chúng ta vuốt ra thì đến đích thì cái tay này cũng lật ngửa ra, ngửa ra luôn. Ta vuốt này lật ngửa ra, chúng ta tiến ra, tiến lên, đấm, tiến với su chi. Sau đó một nửa bộ tấn của mình chuyển ra sau, chỏ, vừa chỏ, chỏ vào lưng và vào bụng đối phương, đồng thời đấm vào mặt đối phương. Và chúng ta chuyển chân này sang này, chúng ta đấm tiếp, vừa đấm, tay này đấm vòng qua mặt, tay này đấm vòng qua mặt, tay này chỏ vào lưng. Đó, tôi giải thích từng kỹ thuật như thế để chúng ta dễ hiểu. Vừa chúng ta nhìn vào đồ hình bài quyền để chúng ta dễ đi. Bây giờ chúng ta sẽ quay phía tay trái của thầy Nguyễn Đức Hòa để chúng ta dễ quan sát nhé. Bây giờ thầy sẽ đi nhẹ nhàng. Như vậy là tôi đã hướng dẫn xong bài quyền Heian Sandan theo thứ tự từ đai trắng lên đai đen nhất đẳng. Thì đây là bài quyền thứ 6. Nếu mà quý vị các bạn cần hỏi chỗ nào cứ comment bình luận, bởi vì có một số em gửi cho tôi qua Facebook thì tôi thấy sai khá nhiều, cho nên là tôi cần phải nói lại từng chỗ như vậy để chúng ta chỉnh cho nó tốt. Có cái gì, bất kỳ cái gì cần trao đổi thì chúng ta nên để lại comment bình luận, vì như vậy thì nó sẽ tương tác giúp cho mọi người nhìn thấy rõ hơn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã đón xem. Hãy đăng ký kênh của chúng tôi để theo dõi nhiều video về nhiều lĩnh vực khác nhau. Ở dưới video nó có chữ đăng ký đấy. Nhiều người cứ hỏi tôi đăng ký ở đâu, thì dưới video có chữ đăng ký, chúng ta bấm vào đó để chúng ta xem đó, và bấm vào cái chuông thì nó sẽ thông báo tất cả các video đến với chúng ta. Và lịch tập võ cấp tốc thì thứ hai, thứ tư, thứ sáu, 5 giờ chiều trên kênh Nguyễn Kết Hòa. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị và các bạn. Xin chào, tạm biệt quý vị và các bạn.